Và bây giờ là chương trình Relay for Life tập cuối. Đây là ban đêm rồi nha. Bây giờ này là đã 5 giờ rưỡi, 6 giờ chiều tối rồi. Và chương trình tối nay rất là đặc biệt. Sẽ có xuống tóc nè, thắp đèn cây nè. Rất là vui nha quý vị. So fun. Rất là náo nhiệt ha. Lễ hội tưng bừng đón chào một ngày mới hạnh phúc cho những ai đã từng trải như vậy đó ha. Ok. Thumbs up if they're positioned, everyone's good to go. Yep. Amy, is everyone good to go? Yep. Okay. Six. On your marks. Get set. Go! Yeah! Go! 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 And they're off. This is the time to play the music. Where are they? Hey, let's go. Good. We go, go. Yeah. That went a lot quicker than I expected it to. Okay, so winning team, please follow Denise to the tent to the left of the stage to get vouchers. Put your hands up, that team. Congratulations. Congratulations. Yeah. Good fun. Any more fabulous battles? That's interesting. Look at that. Because it had a hole in it. I don't know, I had lots again.